dịch vụ tháo lắp vận chuyển tủ giường nệm hầm bồn cầu cống nghẹt nó chứ không luôn, đường nước hay điện nước cầu đường rồi làm hết trọn gói từ A tới Z, tháo lắp căng ba phòng ngủ quá là dữ. Giờ từ phòng này qua phòng ở đây phòng đó. Đó để ba phòng lận, ba phòng đó, căn ba phòng ngủ view siêu xịn siêu đẹp. Tao luôn. Sau một thời gian chì da chóc giải thì cuối cùng đã đưa được cái tủ vô trong phòng. Ngồi vẫn chưa ngon, ráp lại từng miếng từng miếng. Thật không đơn giản. Lỗ. Không đơn giản, ốc quá nhiều ốc. Tháo quá trời tháo. Ráp lại phê luôn. À, gì thì lúc đầu là kêu quăng mày luôn da gì giờ quăng vô đấy quăng vô phòng hẹp quá sao sao về rồi hai người háo cả buổi chưa xong háo rồi ráp lại phê quá phê uy tín mà đó giao cả nhà luôn cho xử luôn ha, uy tín mà chất lượng cao, tự xử tự coi giám sát luôn nè, hả hả giao đó nè từ nào mà mày từ nghìn thua từ phu tự làm tiền luôn nè, giao căn thêm căn đó nè V V2 V2 19 lắp máy nước nóng máy lạnh rồi máy lọc nước rồi luôn ngon ngon máy nóng 30 lít yeah. Chế thêm cặp ke ok chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau nhớ like đăng ký hạ tiền ủng hộ Trí Xịt Tiền Dừa và Xịt Tiền En bye bye.